Chào Heo Đen, rất vui được phỏng vấn bạn ngay tại hẻm 48 Bùi Thị Xuân, hay còn được các dân cư mạng gọi là khu phố bất ổn. Chào chị. Đen có cảm nghĩ như thế nào khi các video trên fanpage của bạn về khu phố này viral khắp mạng xã hội? Cái này được lên truyền hình không chị? Được nha em, Đài An Ninh TV. Vậy mình có được chửi bậy không chị? Không được em ơi. Ok chị. Vậy em không còn cái gì để nói hết.